来你花家园，同贺月亮，何向天涯，守家乡，夜夜梦盼望，笑对望月，月光光似堂上，笑着欢唱，团聚愉快，温暖处落日洋洋。想想想，别离开窗中的思量。每夜每朝碰愁面，悲痛流浪。故你故园，世事难忘，盼望。偷心陪月光。12. Phi dáng câu hồn. Giữ kỹ thư tiến cử này nha. Bức thư này khó lắm mới có được đó. Đúng không? Chị Khôi à, em có chuyện này không hiểu. Sao chị tốt quá vậy, chịu cho em ra ngoài tỉnh thành đi học. Chị không phải vì em đâu. Chị cho em học chữ để sau này dù có trộm đồ cũng trộm thứ gì có giá trị đó. Nè thằng nhóc thối, cố gắng học hành đi đó, đừng có trốn học nha. Chị cũng vậy đó, đừng để cho bọn cảnh sát bắt được nha. Không ai cứu được chị nữa đâu. Không có thằng nhóc thối đó đây làm phiền mình, mình cũng nghĩ không ra. Đèn thần ơi, đèn thần, tôi cầu xin ông ra đây đi. Phải làm sao cho ông mới chịu ra chứ. Ông ra đi mà. Ôi, cái tiệm này là cái tiệm gì vậy chứ? Vậy cũng được nữa hả? Chịu hết nổi rồi, nghỉ ngơi trước cái đã. Chủ nhân, chủ nhân. Tôi thân là nô bộc, tất nhiên phải có uy nghiêm của nô bộc. Tôi cho cô thời gian một cây nhang. Thấy cô kém may như vậy, được, tôi phá lệ giúp cô một lần vậy. Cái gì mà chối vậy? Tôi nhất định phải trà trong ra mới được. Đây là đâu vậy? Vô lộn nhà sao? Đâu có vô lộn nhà đâu. Không lẽ có ma? Ai vậy? Mở cửa đi. Tới ngay, tới ngay. Là anh đó hả? Có gì không? Tất nhiên tìm cô có việc rồi. Không lẽ tới mua gạo sao? Xem đi. Cảnh sát. Cái gì? Ê, không chữ nào đúng hết. Đọc cho cô nghe nè. Thông báo từ sở cảnh sát, dạo gần đây dân buôn lậu rất lộng hành. Nếu như thời gian này có ai chào hàng rẻ cho cô có mặc kệ họ và sau đó thông báo cho tôi biết, biết chưa? Bọn này khiến chúng tôi phiền não lắm rồi. Mong họ bị người ta cướp hết hàng đi để tôi khỏi phải làm. Nghe rõ chưa? Nè cầm đi. Nhất định rồi, nhất định. À,
Không làm cô giật mình chứ. Là như vậy, người học đạo thuộc chúng tôi lâu lâu cũng phải tập luyện một chút. Ý, sao cô làm được hay vậy? Cô thuộc môn phái nào? Là vật lý. Phái vật lý hả? Ý, không lý nào, sao tôi chưa từng nghe qua? Đó, được gọi là khoa học. Tất cả mọi thứ đều có căn cứ, có thể giải thích được. Khi nãy tôi đổ chút nước ở trên bàn, sau đó để cái ly xuống bàn. Trọng lượng này sẽ tạo thành áp lực, khiến nước ở dưới đáy ly được ép ra ngoài. Vậy nên cái ly sẽ chuyển động. Còn về dụng giấy thì càng dễ giải thích hơn nữa. Tất cả các đồ vật xung quanh đều mang điện ngâm. Chỉ cần lấy cây thước ma sát sinh ra hơi nóng, hình thành điện dương. Vậy điện âm dương sẽ hút nhau, dụng giấy sẽ hút nhau thôi. Anh đến giúp tôi một tay, tôi rất vui. Nhưng làm ơn, anh đừng chơi mấy thứ vô bổ này. Còn lấy những thứ này đi gạt người nữa. Nè, chúng tôi không có gạt người đâu. Cuộc thi đường chúng tôi là Mao Sơn chính thống đó, sao lại gạt người được? Với lại, chúng tôi thật sự có dùng đạo thuật để bắt cương thi và cứu dân làng mà. Trên thế giới này, rõ ràng là không có cương thi. Người chết rồi sao có thể sống lại đi hại người chứ? Thật sự rất là vô lý, trừ phi để tôi chứng kiến tận mắt. Vậy tức là cô không tin tôi rồi. Tôi không có thời gian. Nếu như anh muốn tôi tin lời anh nói thì bắt một con cho tôi xem thử đi. Đi đâu bắt một con cho cô xem bây giờ? Mau lên, mau lên. Em làm gì vậy? Anh qua đi trước đi mà. Ê, sao có con gà chết ở đây vậy? Ừ, thì tức là như vậy Su Quynh à. Em muốn anh dạy cho em cách làm cho những cái thứ đã chết rồi trở nên sống lại đó. Chết rồi sống trở lại hả? Ừ, thì giống như giống như cách mà làm xác chết biến thành cương thi vậy. Thằng quỷ này đấu pháp với ai phải không? Không phải, không có đâu, em không có mà. Su Quynh à, nghe em nói hết đi. Chuyện là như vậy, thành đầu to ở cuối xóm. Nè, anh cũng biết thành đầu to mà. Con chó mà anh ta nuôi tự nhiên lăn đùng ra chết. Anh ta cảm thấy rất là buồn. Cho nên em nghĩ nếu học được phép thuật này có thể giúp cho anh ta đỡ buồn phần nào. Thì chó thôi mà, chết thì mua con khác thôi, cần gì làm nhiều trò vậy chứ. Sao mà nói như vậy được? Con chó đó là anh ta nuôi từ nhỏ tới lớn đó, tình cảm rất thân thiết. Anh coi như làm thỏa ước nguyện của anh ta đi, cho họ gặp nhau một lần thôi mà. Chúng ta giúp cho anh ta, tức là đang làm việc thiện, là chỉ thị của Phục Hy Đường chúng ta mà. Vậy hả? Nè Sư Huynh à, anh giúp thành đầu to đi, mắc công khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên đó. Anh nói trước nha, pháp lực của anh không giỏi đâu, được hay không chưa biết đó. Sư Huynh à, anh chắc chắn làm được. Vậy em đứng bên kia đi. Wow, sao nhiều đồ quá vậy? Hả? Em đâu có biết. Em thấy bình thường sư phụ hay dùng cho nên đem ra hết luôn. Ôi, đâu có loại bùa này chứ. Không phải loại này hả? Không phải. Loại này mới đúng nè. Em phải nhớ kỹ nha. Lá bùa này là nhất định phải dán ở chính giữa đầu con gà đó. Ồ. Hiển linh, hiển linh, hiển thần linh. Gà chết, mau mau nghe lệnh tôi. Cái gì? Anh bắt được cương thi? À, không có gì, không có gì đâu. Tiếp tục buôn bán đi ha. Cô rót trà đi, nhìn cái gì chứ. Nè, cô nhớ lúc đó mang theo máy ảnh nha. Nhưng mà tôi nghĩ để cô nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, chắc là sợ tới nỗi quên bấm nút luôn. Thì đợi xem sao, tôi cũng muốn mở mang tầm mắt. Vậy quyết như vậy ha, tối nay chờ cô tới đó. Ừ. Này đại sư, làm bạn với anh đúng là bị ra rìa mà. Rõ ràng là anh biết nghĩa trang có cương thi mà, không nói cho tôi biết. Tôi hay tuần tra ở đó, đúng là hại chết tôi mà. Nè, nói nhỏ nhỏ cho anh nghe thôi nha, đừng có đụng ra ngoài. Cái gì? Thật sự con cương thi đó là tôi dùng đạo thuật biến ra đó. Không phải chứ, anh muốn chết hay sao? Chơi mấy trò như vậy. Nè, bộ anh tưởng tôi muốn sao? Ai kêu cô ta nói chưa từng gặp qua cương thi biến ra một con hù của một lần. Nếu không á, tối ngày cứ nói tôi lừa đảo. Lại là vì cô bé Phương Tây đó sao hả? Anh cũng đang nổ thiệt nha. Vì cô ấy mà làm nhiều chuyện như vậy, anh chắc làm được sao? Được cái gì mà được chứ. Tôi không dám kêu sư phụ dạy tôi. Tôi cũng làm thử mà thôi, không biết có được hay không nữa. Ê, anh gặp mây rồi. Nói cho nghe, tối nay tôi đi tuần qua đó, tôi có nghị khí xem như giúp đỡ anh. Tôi sẽ giả làm cương thi. Nhưng mà vậy nha, sau khi xong chuyện rồi, anh phải hỏi sư phụ của anh thuật thay đổi dân tài là sao, nói cho tôi biết. Sớm biết anh không tốt bụng như vậy, không làm phiền thân già của anh đâu, tôi tự giải quyết. Nè, thương lượng đi mà. Nè sư, nè, nè, đàn ông kỹ nhất là bị phụ nữ xem thường đó. Mau làm việc đi.
Hay lắm hả? Các vị đại ca đừng trách tôi nha, đừng trách tôi nha, giúp đỡ một chút, giúp đỡ một chút. Này giúp đỡ một chút nha, đừng trách tôi ha. Ừ, người này không được. À, hồi quá đi. Xin lỗi nha đại ca, xin lỗi. Người này cũng không được. Xin lỗi, đã làm phiền rồi ha. Ý, đại thúc à, ông tư trói mới ra lò, giúp đỡ tôi một chút ha. Hiển linh, hiển linh, hiển thần linh, hành thi mau mau nghe lệnh. Ý, được rồi nè. Được, thử cái đã ha. Lên. Được. Nhảy. Hướng về tôi. Ấy da. Hướng bên phải. Lại làm được. Hướng về trước. Mở miệng to ra. Nè, miệng của ông là miệng gì vậy? Thúi chết đi được à. Thúi quá đi, miệng của ông đái chừng xem sao. Nè, nè các ông chết tiệt này. Bỏ chân xuống. Nhảy. Đúng là chết tiệt, đá mình đau như vậy. Sao cô ta còn chưa tới? Nè không phải chứ, có sét đánh rồi còn sấm chớp, sao vẫn chưa tới vậy? Ê cô Thư. Nè trời đang sấm chớp đùng đùng, cô đi một mình hả? Cương Thi đâu? Tôi biết cô nóng ruột quá rồi. Tóm lại lát nữa cô nhìn thấy gì cũng được, không cần sợ gì hết, bởi vì có tôi rồi. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Pháp lực vô biên, trừ tà trừ quỷ, quỷ thần gào khóc, đại sư Mao Sơn Quốc Đạt Sơ đang ở trong này. Bắt đầu được chưa vậy? Bắt đầu nha. Cô xích qua một bên cẩn thận một chút ha. Bắt đầu nha. Hiển linh, hiển linh, hiển thần linh, hành thi mau mau nghe lệnh tôi. Lên. Anh đừng nói cho tôi biết, phải là người thông minh mới nhìn thấy Cương Thi nha. Cô chờ tôi làm thêm lần nữa đi. Hiển linh, hiển linh, hiển thần linh, hành thi mau mau nghe lệnh tôi. Lên. Lên. Tốn thời gian của tôi. Không phải chứ. Cô Thư à, không phải đâu, tôi thật sự làm được mà. Nè, dù sao bây giờ trời cũng đang mưa, cho tôi thêm một cơ hội đi mà. Anh tránh ra đi. Nè, làm ơn đi. Tôi đã nói là không giả cô rồi, thì ra pháp lực của tôi chạy qua bên đó. Nè, cô muốn chụp á thì mau chụp đi, chuẩn bị ha. Hey. Nhảy. Được rồi, chụp hình đi, mau chụp đi. Đừng có sợ, dừng. Cô coi, cứ chụp tự nhiên đi, có tôi ở đây không cần sợ. Nè, mau lên mau lên. Nhảy tại chỗ. Nhảy về trước. Kêu nó dừng lại đi. Anh cũng không mau, kêu nó dừng lại. Kêu nó dừng lại đi, mau lên. Kêu nó dừng lại đi. Kêu nó dừng lại đi. Dừng. Không sao rồi, không sao rồi. Trở về chỗ đi. Cái mông của tôi.
Ho, Châu Tam Nguyên, Quốc Đạt Sơn. Hai người đóng kịch giống thật đó. Rất cảm ơn anh đã cho tôi chụp hình nhiều vậy. Hình này tôi vẫn sẽ đăng lên. Ngày mai tất cả mọi người đều sẽ biết được người của Phùng Hy Đường Ca gạt người ra sao. Không liên quan tới tôi đâu. Nè cô Thư à, vô lại. Đại Tam Nguyên ơi, nè, nè sao anh ở đây vậy? Với nhau mà. Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình đó anh Sơ à. Anh biết không, lần này tôi bị anh hại chết rồi đó. Không phải chứ, làm sao mà tôi hại anh? Tôi giúp anh một câu cảm ơn cũng không có, anh còn chửi tôi nữa, có lộn không vậy trời? Tôi nói cho anh biết nha, anh đúng là sinh ngay giờ hợi, không mang điều tốt lành gì hết. Đúng vậy, tôi sinh ra trong giờ hợi đó, anh thì hay ho lắm rồi. Tôi ở trong quan tài nghe nói chuyện, anh nói gì hả? Sao không nói bản thân của anh dở đi? Đối diện với con cương thi này, hiển thần linh, hiển thần linh, hiển thần linh, hiển cái con khí khô á, không nhúc nhích gì hết. Anh Sơ, không biết làm trò gì nữa, tất cả đều tại ông hết đó. Người ta làm cương thi, còn làm cương thi sao để tiện vậy? Không nhúc nhích gì hết. Ông nhúc nhích thì người ta đâu có phiền phức vậy. Làm gì vậy cương thi đại ca? Dán lá bùa cũng dán méo xẹo nữa. Đê tiện, đê tiện. Mẹ ơi, đang dậy đi, chắc chắn sẽ chấn động. Cho tôi vô đi anh mà. Phiền quá đi, làm ồn cả cho đêm rồi. Cho tôi vô đi. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Ê, tôi. Đợi cho một chút. Tôi vô cho anh ta vô đi. Không phải cô chứ. Cho tôi vô tôi không đi. Muốn cửa bị hư đâu. Được. Cho tôi vô đi mà. Làm ơn đi, năn nỉ hai người đó. Đừng có ồn nữa. Vô đi. Thư Ninh. Thật sự không liên quan tới tôi đâu mà. Đừng có giận nữa. Tôi làm như vậy làm gì? Cũng muốn chứng minh cho cô thấy trên thế gian này thật sự có cương thi mà thôi. Là thật đó, thật sự có cương thi mà. Là do cô tới trễ thôi, trước đó thật sự có cương thi mà. Anh nói xong chưa vậy hả? Đến bây giờ còn nói dối nữa. Tôi không hề nói dối đâu, là thật mà. Cô không tin, tôi đưa cô đi coi thử. Ê, làm gì đó, bỏ ra đi. Nè, sao hai người có thể đăng như vậy chứ? Tôi chỉ viết lại những điều mà tối nay tôi chứng kiến thôi. Không chỉ Cam Điện Trấn đâu, ngày mai tất cả các thành phố lớn ở trong nước, ngay cả khu vực London nước Anh đều sẽ thấy tin tức này. Gỡ bỏ lớp mặt nạ giả của mê tín đó. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do một mình tôi gây ra mà thôi. Hai người không thể giết như vậy được. Chúng tôi làm báo chí là muốn nói lên sự thật. Anh làm được thì sợ gì người khác biết chứ. Kiên à, lên ra đi. Đừng thôi. Đừng mà. Quốc Đạt Sơ, anh quậy đủ chưa hả? Ơi, mấy ảnh của Pháp chuyến này đi toi rồi. Tôi xin lỗi vì làm hư máy ảnh của hai người. Tôi xin lỗi mà. Tôi biết tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra, tôi không đúng. Nhưng mà những chuyện này đều không liên quan tới Phục Hy Đường và sư phụ của tôi đâu. Người nào làm người đó chịu. Chuyện mà tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi. Mấy người dưới quê đúng là quê mùa thiệt mà. Không có pháp kỹ gì hết, chạy vô đây làm rối loạn mọi thứ lên, viết bài báo chửi anh mới được. Kiên à, thôi bỏ đi, chúng ta in lại số báo khác đi. Không phải chứ, ảnh tìm người giả làm cương thi, còn làm hư mấy ảnh nữa nè. Hiếm khi ảnh trung thành với sư môn như vậy. Cho ảnh thêm cơ hội đi. Nếu như mọi người đều giống như ảnh vậy, đối với quốc gia, đối với dân tộc cũng trung thành như vậy, thì đất nước không yếu kém vậy đâu. Nửa đêm nửa hôm chuyện mấy thứ như vậy. Là thứ gì vậy? Sao mà nặng dữ? Lâu quá vậy, đi đâu kia chứ? Trời ơi, sao mà lâu vậy? Anh đi đâu vậy hả? Còn dám nói nữa, đêm hôm chuyện mấy thứ này. Mau trả tiền đi. Nói nhiều quá, nè. Tôi nói đúng mà, tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cô thôi. Cô có nhiều hàng nhập khẩu như vậy, rất dễ bị người ta cướp đó. Sao anh biết là đồ nhập khẩu vậy? Ê, nè, nè, mù cũng nhìn thấy rồi, toàn tiếng nước ngoài không à, phải không? Ê, mau về đi, không phải chuyện của anh. Trời ơi, thank you.
Có thể lấy máy ảnh cho tôi coi thử không? Được chứ. Đây là đồ vật quý giá, không có người hỏi tôi cũng không băng ra đâu. Có phải hàng của Pháp không? Ừ, anh Nam hiểu quá ha. Nhưng mà hàng này không giống như hàng khác. Tiền trước hàng sau, cọc trước thử sau. Bao nhiêu tiền vậy? 3 đồng đại dương hả? Đồng 10 lần, 30 đồng đại dương mới đúng. 30 đồng đại dương hả? Anh có thể trả bao nhiêu? Bây giờ tôi chưa đủ tiền, nhưng mà tôi sẽ dành dụm. Thôi bỏ đi bỏ đi. Xem tình trạng của anh bây giờ kìa, có dành dụm bao nhiêu cũng không có đủ. Nè qua đây đi, để tôi giới thiệu cho anh mua món khác nha. Đi. Là gì vậy? Đây chính là dụng cụ viết văn của phương Tây. Anh mang về nhà thích vẽ cái gì thì vẽ cái đó, đâu cần phải chụp hình đâu, không cần đưa hình nữa chứ. Ê. Cũng không được bao nhiêu. Sơ à, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu vậy? Vô dụng thôi. Còn thiếu rất là nhiều tiền đó. Nè, anh dành dụm rất lâu mới được 5 đồng đại dương đó. Em xem có giúp được không? Anh có thật lòng muốn giúp em không, sư huynh? Sư đệ, em nghĩ ra cái trò gì nữa vậy? Nè, đạo đường á có tiền nhang đèn mà. Nè, chìa khóa còn nằm trong tay của anh, cho em mượn xài trước đi. Không được. Sư phụ về chắc chắn sẽ biết. Em muốn anh chết hả? Ê, hay là vậy đi, nói thật cho sư phụ biết đi. Nè, anh có lộn không vậy? Chuyện lần trước em đã bị sư phụ chửi gần chết rồi, còn xém chút nữa là bị đuổi ra khỏi đạo đường. Lần này họ nói em kêu người giả làm cương thi gạt người. Nếu để sư phụ biết á, một là đánh chết em, hai là tức chết sư phụ. Thôi thôi bỏ đi, tự em giải quyết. Ê sơ, em tự ra ngoài giải quyết đó. Sơ à, cha, đến lúc phải xuống núi rồi. Chị con phụ sư thúc dọn đồ đi. Có thể tu luyện ở đình Quan Thiên cũng giống như theo cha học đạo vậy. Thưa cha, cha ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho con và sư đệ làm rạng rỡ đạo gia chúng ta, để tội nguyện mong ước của cha. Sư huynh, sư phụ nhất định hiểu được lòng hiếu thảo của anh mà. Cha, con dọn dẹp đồ đạc xong rồi. Xin mời lên lầu. Sư huynh à, chúng ta ăn xong mới về đạo đường nha. Được rồi. Ma sư phụ, bên này, ba người uống trà gì vậy? Bổ lý được. Đi, cảm ơn. Không ngờ vốn vẹn mười mấy ngày không về đây, người trong thị trấn này, người nào trên tay cũng cầm một tờ báo. Đây gọi là thời đại mới, tác phong mới. Chúng ta sắp bị người ta gọi là đồ cổ luôn rồi. Chú ơi, chú ơi. Đội trưởng Tống, mời ngồi, mời ngồi. Ê, thôi đi, thôi đi. Hai người đưa họ về đồn trước đi, tôi gói mang về cho hai người ăn. Dạ được rồi anh Tam Nguyên. Được rồi. Cẩn thận nha. Đội trưởng Tống. Giống như cũ nha. Dạ. Đội trưởng Tống, lại đi phá án nữa à? Mời sư phụ. Ông lên núi lâu quá không biết rồi, thị trấn này mới đến một đám hàng buôn lậu đó, làm thị trấn hỗn loạn cả lên, khiến tôi phiền phức muốn chết. Nhưng bị mấy anh bắt hết rồi. Không phải bọn tôi bắt, là do bọn họ nội bộ bất hòa, còn bị người khác bắn đứng nữa. Thì đó, cả bọn họ bị người ta cột ở sau núi, chúng tôi nhìn thấy tiện tay bắt họ về đây luôn. Là ai làm vậy hả? Một người phụ nữ tên là Hắc Trân Châu. Hắc Trân Châu? Chính là như vậy mới rắc rối đó sư phụ à. Hắc Mai Kho đi mất rồi, bây giờ lại thêm Hắc Trân Châu nữa, thiệt tình rắc rối mà. Qua xem đi, hàng mới vừa về nè. Sư huynh, để em một chút nha. Được. Cảm ơn nha, lần sau nhớ ủng hộ nữa nha. Buôn bán cũng khá quá hả? Kiếm miếng ăn thôi.
xem tự nhiên. Đang bán gạo cũng tốt mà, sao tự nhiên bán thêm sâu môi bá hồng vậy? Đây gọi là đầu óc kinh doanh. Có người ngoại trừ ăn cơm ra còn nhiều nhu cầu khác lắm. Xưa có câu á, ấm no nhớ làm đẹp, vậy đó. Ăn cơm no thì muốn làm đẹp thôi, giống như tôi vậy nè. Thì trước ngày hình như không có cái loại nguồn hàng này. Nguồn hàng hiếm hoi như vậy cô tìm ở đâu ra vậy chứ? Ông cứ mặc kệ tôi. Tôi tự khắc có kế riêng, cách riêng của tôi. Hy vọng kế riêng của cô không phải là ăn cướp lừa đảo. Sư đệ à, em có cảm nhận ra nơi này có chút kỳ lạ hay không? Cứ xem tự nhiên nha. Cái tiệm này tụ linh thành khí, có sự hiện diện của linh khí. Với lại linh khí tụ ở đây rất lâu rồi. Nè, ông nói gì vậy? Tiệm của tôi có khí gì hả? Có linh khí đó. Linh khí hả? Trời ơi, đương nhiên có rồi. Tôi trẻ đẹp rạng ngời vậy mà, rất nhiều đàn ông á cũng nói tôi linh khí hơn người đó. Cô nương, tôi có lá bùa bình an, có thể bảo vệ tiệm của cô và bản thân của cô. Cô hãy cầm lấy. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Sao mà ổng tốt bụng vậy chứ? Đúng là. Gì đây? Có mập. Dạ. Đọc giùm tôi đây là chữ gì vậy? Cái gì quay đây? Quay đầu là bờ, đừng để sai càng thêm sai. Ông quỷ có râu này, sao óc con gắn mắt hay sao? Cái gì cũng biết hết á. Sư phụ à, sư bá vô phòng nghỉ ngơi rồi. Dạo này đạo đường có xảy ra chuyện gì hay không? Không có. Dạ không. Sư phụ à, uống trà đi. Nghe nói con Thi tìm con trai cho người ta hả? Ờ, con chỉ muốn giúp người ta thôi. Thật sự có tìm được hay không á cũng là chuyện nhỏ thôi mà, có phải không? À. Vậy sau đó có đấu với người ta nữa không? Không, không có đấu nữa đâu. Địa vị đạo thuật cao đẳng như vậy không đấu nữa đâu. Vậy thì quá tốt rồi. Ờ, sư phụ à, xém chút nữa quên nói cho người biết. Ờ, xạ hương gan gấu đó sắp sử dụng hết rồi, con nghĩ sắp phải mua thêm đó. Ừ, nhưng ngày mai thầy đi mua. À, sư phụ à, dạo này sư phụ bôn ba ngựa xuôi vất vả rồi, hay là để con đi mua cho? Cũng được, thầy vô trong lấy tiền. Dạ được. Sư phụ à, hay là chạy đi, ngày mai con với sơ cùng nhau đi mua. Không cần, chuyện nhỏ như vậy á, một mình em làm là được. Gì chứ, xạ hương đôi mắt như vậy, anh sợ em bị bọn cướp dòm ngó đó. Không đâu, em đi một mình cũng được. Anh là sư huynh, anh nói đi là đi. Anh đi làm cái gì chứ, em đi một mình cũng được mà. Được rồi, hai đứa con đều không cần phải đi, ngày mai thầy tiễn đi mua. Thầy biết con gây quả rồi, nói cho thầy biết đi. Không có, con không có gây quả. Ê chị Khôi. Anh Hải. Ba sư phụ. Ê nè, cô tới có chuyện gì vậy? Đương nhiên có chuyện rồi, nhưng mà cô cứ nói thẳng ra đi. Tức là vậy nè, có nhiều chuyện rất khó mở miệng. Ừ, hay là vô phòng rồi nói đi. Cái gì? Vô phòng đi. Cái gì? Vô phòng. Đúng đó, không đợi được nữa rồi, mau lên. Em làm gì vậy? Cô đưa cô làm cái gì vậy? Mà sư phụ, chẳng phải hôm nay á ông nói tiền của tôi có linh khí sao? Linh khí là từ đề này ra sao? Cẩn thận nha. Đúng là có linh khí ở trên đèn đó. Cô nương, cô tầng 6 không đổi, có phải đèn này được lấy ra trong bộ từ hy không? Đúng đó, gì chứ, trên đường lụm được của rơi. Tôi có học người ta không nhận làm của riêng mà. Với lại từ hy cũng quá thành khói bụi rồi, muốn trả lại cổ cũng không có được. Nên bây giờ cây đèn này là của tôi. Linh khí cây đèn sâu xa khó đoán, nếu như dùng không đúng cách rất có thể tự phú thành quả. Nếu như để lọt vào tay người xấu thì càng gây quả về sau. Bây giờ rõ ràng ở đây mà, sao lại ở trong tay của người xấu vậy? Chuyện đời khó đoán lắm, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên dùng nó. Sao mà lại không dùng chứ? Pháp thuật mau sơn của ông á, vừa có thể cứu người cũng có thể hại người mà. Sao ông lại học, còn nhận đệ tử nữa? Có được cái đèn này là cơ duyên của cô. Nếu như không phải dùng để làm việc xấu, tôi không có gì muốn nói. Đúng rồi, cô đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì không vậy? Có két sắt mà không có chìa khóa,
Tôi không biết già sao, để thần đèn ra ngoài nè. Tôi thấy pháp lực của ông cao siêu vậy nên bàn bạc với ông đó. Cô đến tìm tôi là muốn tôi giúp cô mời thần đèn ra ngoài sao? Thật sự giao các đậu hữu hai bên đều mệnh thôi. Ông giúp tôi mời thần đèn ra ngoài, vậy thì người nghèo trên thế gian này biến thành giàu, lại có thể giúp ông cảm yêu trừ ma. Tới lúc đó hai bên chúng ta đều có lợi mà, có phải không? Ừ? Ông đừng nhìn tôi như vậy nha. Đúng là tôi á, tôi thừa nhận là muốn ông ta giúp tôi thành người giàu. Tôi làm hiệp đạo bấy lâu nay á, coi như á, lấy lợi cho bản thân mình, không quá đáng đâu. Tôi không có nói cô sai. Tức là ông chưa giúp rồi có phải không? Nè, trà trong thần đèn ra đi. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách để dùng nó. Hay là cô để nó ở đây, tôi từ từ tìm hiểu nha. Để nó ở đây sao? Cô không tin tôi sao? Vậy cô tự mình nghĩ cách đi. Được thôi, tôi thấy ông ở đây á cũng có danh tiếng, chắc là ông cũng không có dám giở trò gì đâu. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa, tôi có cách rồi. Cô xem đã vừa ý chưa? Vậy mới được chứ. Ông hãy mau nghĩ cách đi nha. Để tôi cố gắng. Tức quỳ xuống. Sư phụ à, thật ra không liên quan tới con đâu, là do Đại Tam Nguyên tự nhiên chạy tới làm cương thi giả, con cũng đâu có biết, con không có ý gạt người đâu mà. Cô không có ý gạt người sao? Sao con kêu cổ đi nghĩa trang? Nơi đó sao tự nhiên lại có cương thi hả? Con đó không có ý gạt người nữa. Sư phụ, thật sự con cũng có lỗi, là do con dạy nó làm phép biến cương thi đó. Là con. Sư phụ, sơ cũng vì Phục Hy Đường mà thôi. Người phụ nữ đó cứ nói đạo thuật Mao Sơn chúng ta là lừa gạt, còn nói sư đệ chúng ta là kẻ lừa gạt nữa. Sơ muốn biến ra cương thi chứ gì không muốn cổ nó năng lung tung. Nếu như muốn phạt, phạt con luôn. Lúc hai đứa nhập môn, thầy đã nói với hai con, người học đạo quan trọng nhất để tâm trong sáng, không tranh không cầu. Cho dù chúng ta vận dụng đạo thuật cũng là bởi vì tà ma hại người, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay thôi. Còn về chuyện người đời có tin hay không thì có liên quan gì đến mình chứ? Chúng ta quản không nổi, vậy cô không muốn quản. Sư phụ à, con biết lỗi rồi, tha cho con một lần đi, cho con một cơ hội đi mà sư phụ. Đúng rồi, sơ cũng biết lỗi rồi, sư phụ tha cho nó đi. Sơ, sư môn mình có ba giới, cô lọc cho thầy nghe đi. Dạ. Giới thứ nhất phản bội chữ nghĩa, khi sư diệt tổ. Giới thứ hai tâm thuật bất chính, bày kế hại người. Giới thứ ba dùng đạo thuật để nhiễu loạn lòng dân. Còn công cuối cùng thì sao? Người vi phạm trục xuất khỏi sư môn. Cô đã phạm phải giới nào? Là giới thứ ba, dùng đạo thuật nhiễu loạn lòng dân. Sư phụ à, nhưng mà con thật sự biết lỗi của con rồi, thầy tha cho con đi, cho con một cơ hội đi mà sư phụ. Con thật sự biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu. Sư phụ tha cho nó đi sư phụ. Con không dám nữa đâu mà. Sư huynh anh tới đúng lúc lắm. Sư tổ lập ra môn quy, có lẽ không được vi phạm. Sơ, cô ra ngoài rồi phải tự mình chăm sóc bản thân. Đừng mà sư phụ à, người cho con một cơ hội đi, sau này con không dám nữa đâu sư phụ à. Sư tổ khai tông lập phái, định ra môn quy, đáng lý là phải chấp hành. Nhưng chuyện mà sơ đã vi phạm, đúng ra phải phạt nặng, nhưng không tới mức nghiêm trọng như vậy. Sư huynh à, năm đó anh bị cha trục xuất khỏi sư môn, bị người cùng đạo chê cười, không nơi nương tựa, bản thân không lầm đường lạc lối, cũng xem như là vô cùng may mắn. Hôm nay anh không muốn nhìn thấy sơ đi lên vết xe đổ của anh, bỏ cả cuộc đời, giống như em đã nói vậy. Sau khi anh rời khỏi, cha lúc nào cũng uất ức đau buồn. Anh nghĩ là sư đệ cũng không muốn sau này có chuyện phải canh cánh trong lòng, nuôi hận mà chết. Lỗi của nó thật sự quá nặng rồi. Đạo gia tổ tiên được ra đời là bởi vì đạo lý, tinh thần trung hư biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không. Tại sao em vẫn không nhìn thấu chứ? Chuyện mà ngày hôm nay em nghĩ là kinh thiên động địa, sau này cũng có thể chỉ là chuyện nhỏ như hạt cát thôi. Biết sai mà sửa, tội lớn tội nhỏ có khác gì đâu chứ. Dạ phải sư phụ à, con thật sự biết lỗi rồi. Người đừng đuổi con ra khỏi sư môn mà, con biết lỗi rồi, cho con một cơ hội đi. Sư phụ, thầy nghe sư bá nói đi. Sư thúc, thầy phải nghe lời của cha tôi đó. Con mau cảm ơn sư bá. Cảm ơn sư bá. Đừng vui mừng sớm vậy, tội chết có thể miễn nhưng không thể bỏ qua dễ dàng. Thầy nhất định phải phạt con thật nặng.
con người của con tính tình nóng nảy quá mức, cực kỳ háo thắng, là bởi vì chưa hiểu ra đạo lý từ nhỏ thành lớn, vô dụng thành hữu dụng. Thầy muốn cho con hiểu ra những thứ nhỏ nhất cũng có sự quan trọng của nó. Con phải lên núi tìm đủ cỏ lưỡi rắn hoa trắng, cỏ dây nước, cỏ lưỡi chim, cỏ thất cô, với lại cỏ chặt lạc. Năm loại thảo dược này, mỗi một bó thảo dược không được quá 1000, dài không quá 5 phân, cỏ không quá nửa lạng. Nếu như con làm không được thì con phải đứng tấn thâu đêm, tập tốt bước cằn bản. Cả núi đều là cỏ, thôi loại cỏ nào cũng giống nhau hết, làm sao mà tìm được đây? Còn bao lâu nữa trời mới sáng vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy ai bị phạt bao giờ sao? Nếu như muốn nhìn á thì ra đây mà nhìn nè. Đừng nói xui xẻo vậy chứ. Ở đâu có cỏ lưỡi chim vậy? Cỏ thất cô ở đâu vậy? Là người xấu nào làm ra chuyện này khiến khắp nơi hôi thối như vậy? Nè nè nè, hả? Cô làm gì ở đây? Chắc chắn là cái chỗ lúc nãy là do cô làm rồi. Anh nói cái gì vậy? Nè, sư phụ kêu cô canh chừng tôi chứ gì. Nè, nếu phải thì giúp tôi một chút đi, nói vài câu tốt về tôi, nói với sư phụ là tôi thay đổi rồi. Tôi thấy tiền không ham, con người tôi thật thà ngay thẳng. Nhìn thấy cô gái, nè, tôi đang nói chuyện với cô đó, chưa nói xong mà. Ý tôi là tôi nhìn thấy cô gái cũng không thèm nhìn đâu. Nè, đây chính là cỏ lưỡi chim, còn đây là cỏ thất cô. Nè, dừng tay. Nè. Bó này chính là cỏ lưỡi chim, bó này chính là cỏ thất cô. Mỗi một bó đều vừa đủ 1000 cộng, dài 5 phân, nặng nửa lạng. Có cô tìm đủ nhanh quá chứ. Nè con á, không phải, ý con nói hên là mỗi ngày con đều đi những ngọn núi khác nhau để mà tìm. Hôm nay thật sự trùng hợp để cho con tìm đủ rồi đó sư phụ. Nói nhiều quá vậy, con không mau đem đi ngâm đi. Con biết rồi sư phụ. Chợ xấu không bỏ, lúc nào cũng xảo trá. Quả nhiên đúng là một vùng đất cực âm. Sao rồi, là nữa hả? Tôi không có mua, tôi tới xem một chút thôi không được hả? Cứ tự nhiên đi. Wow,
thắng nhiều vậy hả? Không uống còn mình thắng nhiều vậy, tuyệt vời quá. Cảm ơn nha. Chú hủ quá, mất hồn mà, muốn chết sao? Thì ra là con hả sợ? Mới cầm đồ hả? Sao nhiều tiền vậy? Đụng cái miệng con lại đi, chú may mắn nên mới thắng được đó. Thiệt. Thứ gì? Nè chú coi, chú coi. Hả? Chú coi ấn đường của chú đi. Cái gì vậy? Ấn đường còn đen hơn mực nữa, sao có thể thắng nhiều tiền như vậy chứ? Ngậm miệng con lại đi, im đi. Tóm lại có cao nhân chỉ đường đó, nghèo cũng trở thành giàu. Miệng con thúi quá, bắt con nói chuyện với con quá. Ê, chú hữu. Con miệng thúi con đê tiện, con nói sai rồi. Có gì mà giấu chứ, nói con nghe đi. Chuyện này chú không muốn nói con nghe, đừng có cản trở chú. Đúng rồi, con biết rồi. Chắc là gian lận nên mới thắng nhiều tiền như vậy chứ gì. Chú muốn chết hả? Nói giỡn thôi mọi người, uống trà đi. Được rồi. Ngồi xuống đi. Được rồi, để chú nói con nghe. Chính là do đá vận tài ở ngoài ô phía tây đó, sau khi chú lạy xong đến sờ vô đó, nhờ đó chú mới thắng được nhiều vậy đó nghe. Đá vận tài hả? Đúng vậy. Nè, chú coi con là con nít 3 tuổi hả? Làm gì có cuộc đá vận tài lợi hại vậy? Chú nói cho con biết rồi đó, tin hay không tùy vô bản thân con thôi. Đúng là quá quắc mà. Đúng rồi, sơ, con tuyệt đối không được nói cho Tam Nguyên biết nè. Con trai cũng không được biết. Con cũng biết mà, cờ bạc kỹ nhất người thân. Người thân biết lượt là hết linh rồi, chảy hết tài khí ra ngoài đó. Vậy mà cũng không biết nữa, thiệt tình. Đi mua đồ ăn thôi, phát tài rồi. Đá vận tài. Oh,